Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, gọi vốn đầu tư với các dự án khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam đã khó. Giờ đây, với những ảnh hưởng mạnh từ dịch bệnh COVID-19, việc các công ty khởi nghiệp kêu gọi vốn để duy trì hoạt động, phát triển lại càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, các startup Việt Nam còn phải đối diện với những khó khăn do thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thị trường, đặc biệt hành lang pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn chưa hoàn thiện, chưa theo kịp các mô hình kinh doanh mới, cũng là một trong những khó khăn thách thức đối với các startup Việt. Vậy khó khăn thách thức đó là gì? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Hưng, đại diện quỹ đầu tư Vina Capital Ventures, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng, xin chào ông Trần Quang Hưng ạ. Thưa ông, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, phải khẳng định rằng khó khăn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam là hiện hữu. Tuy nhiên, theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp là gì ạ? Dòng vốn đầu tư thì hiện nay đầu tư mạo hiểm thì rất nhiều doanh nghiệp, các quỹ thì không thể đến Việt Nam được, thì nó bị tắc lại một số những khoản đầu tư mà trước đây đã có cam kết nhưng bây giờ chưa giải ngân được. Thứ hai là một số khoản đầu tư mới, do là cái ngành này nó là một cái ngành rất là phụ thuộc vào chuyện là tương tác trực tiếp giữa con người với nhau đấy, cho nên là chừng nào mà Covid còn hiện diện thì cái nguồn vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài nó sẽ còn chảy chậm, mà trong bối cảnh tới đây thì đấy lại là nguồn vốn chính cho cái nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam. Bên cạnh chuyện là chúng ta có thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI thì cái nguồn vốn đầu tư gián tiếp này cũng rất là cần được quan tâm để khơi thông. Cái thứ hai là cái vấn đề về nhân sự, thì trong bối cảnh gần như là có những cái ngành thì phát triển rất nhanh và nó hút hết những nguồn tài nhân tài vào đó, gần như là những bạn nào có khả năng làm thì đã tự ra ngoài làm hết rồi. Thì những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì làm sao để giữ chân được nhân tài và để họ tiếp tục đóng một cái phần quan trọng trong cái việc phát triển của doanh nghiệp thì cũng là một bài toán đặt ra. Vâng, cũng đã có ý kiến cho rằng hành lang pháp lý chưa hoàn thiện là một trong những khó khăn thách thức đối với các startup Việt. Vậy ông nghĩ sao về nhận định này ạ? Có những cái chính sách rất là mở, cho phép thử nghiệm một số những cái loại hình, kể cả trong lĩnh vực fintech, rồi là trong những lĩnh vực như là logistics hay là bán lẻ. Đấy thì gần như là cũng có những cái độ mở rất là lớn cho các doanh nghiệp. Chính phủ thì đã có nghị quyết 100 về việc là tạo những cái cơ chế thử nghiệm cho lĩnh vực fintech. Thì đây cũng là một lĩnh vực rất là tiềm năng, trong đấy có cả những bài toán về ngân hàng số, có những bài toán về ngân hàng ủy nhiệm, có những bài toán về cho vay ngang hàng, rồi về tài sản số, đều là những lĩnh vực đang phát triển rất là nhanh, rất là nóng, nhưng mà chưa có những hành lang pháp lý đủ để chúng ta có thể là tự tin là cái lĩnh vực này nó sẽ phát triển trong cái thời gian tới một cách khỏe mạnh. Cái chính sách này cho phép tạo ra những cái sandbox mới, là những cái chính sách thử nghiệm về mặt pháp lý cho phép một số doanh nghiệp được hoạt động, đặc biệt trong những lĩnh vực như tài sản số chẳng hạn. Đấy thì là những cái rất là tiềm năng. Thế và chúng ta cũng đang đi ngang với cả các nước trên thế giới về mức độ sử dụng của nền kinh tế này, rồi là về mức độ sự phát triển của công nghệ. Đấy thì rất là nên là tạo cái điều kiện cho họ một cách minh bạch giữa tất cả những cái thành phần khác nhau, thay vì là có những cái sự chậm trễ trong cái quá trình chúng ta luật hóa những sự tham gia này của các cái thành phần kinh tế. Rất là cần cái sự hỗ trợ thêm nữa từ phía các cái chính sách của nhà nước để làm sao mà thực sự không phải là dùng chung một cái chính sách cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, mà là có cái sự tạo điều kiện về mặt cơ chế nhiều hơn cho các doanh nghiệp nội địa thì sẽ có khả năng cạnh tranh với cả doanh nghiệp quốc tế tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của ông Trần Quang Hưng cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas,
Năng lượng khơi nguồn đổi mới.